có mấy cái mai vàng trước ngõ. Hình như ở quê thì nhà mỗi có vài cái mai trong sân, trong ngõ hết mọi người. Dạ, em vui xin chào tất cả mọi người. Đây là Địa Linh, tổ một Địa Linh Hương Vinh. Nơi em vui đang ngang qua khu vực nơi đây là nơi mà sản xuất ra từng núng táo. Mỗi hàng năm 2-3 tháng chạp thì nhà nhà đều đưa táo quân, ông công ông táo thì phải mua cái từng để thờ cúng. Thì đây là nơi mà sản sinh ra những cái từng ông táo đây. Tạnh mưa rồi ông ơi. Đây nơi nhà ông làm ông táo đây. Nhà ông làm từ ông táo đó hả? Dạ. Nơi sản sinh ra từ ông táo để thờ cúng. Nhiều nhà làm khu vực được dạy như thôi. Dạ. Đó, đi bỏ cho khắp nơi. Để các tiểu thương bán lại cho người dân để thờ cúng. Đó là cái tục thờ ông táo ở Huế thì luôn luôn có một cái tường. Dạ. Thì cũng có nơi sinh ra nó, làm ra tường thì đó là về Địa Linh. Đó, qua Địa Linh rồi thì đến Bảo Vinh, đường đi về huyện, về các xã khu vực dưới Hương Vinh, Quảng Điền, Quảng Thanh đó là mọi người. Còn đây chúng ta đang qua cái cầu bên Địa Linh, bên Bảo Vinh này. Là thăm chờ hỗ trợ Bảo Vinh thân quen. Hôm nay 17 Tết rồi thì đã có bay bán nhiều những thứ phục vụ Tết chưa tại chờ Bảo Vinh. Có rồi. Dạ, cũng là những cái hoa giấy, những cái cây hoa để trưng. Được bày bán rồi đó. Ngày đây là không khí Tết là càng ngày càng ngập chờ, ngập đường. Dạ. Chờ Bảo Vinh. Quá đổi thân quen với người Huế. Những gói qua gói bánh, mức với món được bày bán đó, nhiều rồi đó mọi người. Dạ. Thì chờ Bảo Vinh đây cùng một đoàn đi thôi. Thì chắc là Tết về có nhiều cái chậu hoa bà con để trưng bán nữa thôi. Đó, tường ông táo hoa giấy được bày bán, người đi đường ai rồi nhớ lại để mua về thờ ông táo cả. Vì nhà mua cũng có bếp. Nhà mô cũng có bếp lò, bếp lửa, bây giờ bếp ga thì đều có những cái băng thờ táo quân. Dạ. Ít lắm phải mua một bộ. Chồng em vui có về quê ở chợ Hương Con và mua cho mẹ một mẹ đó, một bộ đó 12.000 đồng mọi người. Dạ, là trong đó có gương lược và từng ống táo. Dạ. Dạ, thời tiết Huế thì vẫn là mưa lạnh, 18 độ C đi trên đường, mưa bay mọi người, có đoàn mưa rất là lớn, rồi cũng có đoàn tần đó. Dạ, ngang qua khu vực nhà hàng ở đây, bên kia hoa giấy, hoa qua rất là nhiều luôn, bay bảng đó, đó. Cả cái tập hóa rực rỡ sắc màu, Tết.
mưa càng ngày càng nặng hạt. Dạ. Nên nước còn đục ngầu luôn, sông Bạch Yến. Ôi trời ơi, đi giữa đường rất một bảo hiểm luôn, nguy hiểm chứ. Quay lại luôn, nguy hiểm quá. Giúp đi quên gài cái mũ của mọi người. Mặc kéo mưa vô lùm xùm nó rất nguy hiểm lắm, đi đường nhiều lúc mà có một cái sơ xuất chi đó rồi dẫn đến tai nạn. Dạ, nhà thì nặng thì nhà cũng khó đỡ lắm. Dạ. Đào Duy Anh kết thúc đoạn đường Bảo Vinh ngày giáp Tết. Yeah. Chúng ta lên với hướng lên trung tâm Đào Duy Anh. Bây giờ mọi người thấy đường đẹp chưa, lề lội đồ ngăn nắp, không ổ gà ổ vịt nữa, sạch sẽ dọn nhà ăn Tết. Chơi cái máy xịt ông xịt lên cửa luôn. Ghé thuyền đường gì nên người ta làm để bay bán nhiều. Ghé đò. Chà, mưa càng ngày càng lớn, nặng hạt đấy. Đi trên đường khá lành nè mọi người. Đó, những cái chậu hoa cúc được về bán, bày bán trên đường đó này. Đó, ít ngày nữa nó bắt đầu bóng nó bung nụ ra, vừa kịp dịp Tết luôn. Đây là thuộc phường Phú Bình, Đào Duy Anh, phường Phú Bình. Rồi hình như lên hình thức khác là phường Phú Hòa. Dạ. Yeah. Bây giờ Phú Hòa, Phú Hiệp. Hình như đã dập vào thành phường Đống Đa rồi. Dạ. Yeah. Nhìn chúng thì cũng chưa có không khí Tết cho lắm vì còn đang còn 17-18 thôi. Có 20 trở lên bà con đâu nghỉ làm lùng thì không khí Tết nó mới nó càng gần hơn. Đi ngang thấy người nhà này dọn dẹp nhà kia chuẩn bị Tết á. Dạ, yeah. Còn bây giờ con đi làm ăn. Con đâu đó cũng 12-13 ngày nữa. Dạ. Yeah. Đây, ngang qua đây cũng có nơi họp chợ nữa. Dạ, yeah. Chợ Phú Bình. Chợ Phú Bình đi họp buổi sáng, chiều cũng họp nữa. Chợ khá là rộng. À, bên kia hoa, quốc cũng đã về này. Về hàng mà để bày bán nó đó. Mấy chậu hoa được chở đi giao hàng nữa. Đó, mọi người tại khu vực chợ Phú Bình. Đây có ngôi chùa, chùa Phú Bình. Dạ. Yeah.
đường xá sạch sẽ rồi. Bây giờ đường Đào Duy Anh từ Huỳnh Thúc Kháng đi về sạch đẹp. Dạ. Kẹt tài, đường kẹt tài là đường đi vô mà có một cái cửa vào đài vào thành nội, nhưng mà cửa này là cũng là cái mặt sau của cái bệnh viện quân y. À, cho nên cửa không đi được mọi người. Thì em vừa vào đây ghi quay lại để mọi người thăm lâu lắm rồi. Cũng ghé vì cửa nơi không lưu thông cho nên không cho người dân đi vô, cho nên là ít đi. Dạ, mình cũng ít vào đây. Đó, còn chỉ dành cho phục vụ cho bên quân đội. Dạ. Ở đây cái cầu này nó xuống cấp. Phải ngoài hồ hào của tường thành. Đó, cửa này kêu cửa trài đấy. Đó, chỉ vô đó thôi vì trong này là thuộc của quân đội, bệnh viện quân y đó. Yeah. Chào các bạn, xin lắm. Anh bán vé số à? Dạ. Bán vé số hết anh? À, đang ngồi nghỉ à? Dạ, ngồi tập. Dạ. Dạ, đến tập. À, tập đi hả? Dạ. À, anh bị chí nữa à? Dạ, tới mai. Ồ, rồi hả? Dạ. Bây giờ như chưa yếu hả? Dạ. Ồ, bị lâu chứ anh? Dạ, lâu rồi hả? Dạ, anh người ở mố mà nghe giọng à? Nghe ở đây. Người ở đây mà dòng à, đi Nam hồi nhỏ đi Nam á. À dạ, và chưa đi bạn về số có được không? Dạ, đi được thì không. Dạ rồi hả? À, tôi chưa ra đi là để tập cho chính biệt vâng á phải không? Ô hồi. Và gia đình ra anh? Xe buôn trò đó. À. Xe ngoài kia. À. Trong xóm á. Nhà ở Trung Kiệt hả? Dạ. Nhà to ngoài không? Ừ, tôi là cũng có vợ con năm đi mấy rồi. Dạ, 44 rồi. 44 rồi, hồi nắng lê vờ. Bạn nói bác bi lâu chứ, mấy năm rồi? Dạ, lâu rồi. Được là chiều mong phải tầm chục đấy hả? Dạ. Mưa tập, cái cổng mà cổng giờ này người ta làm việc, người ta đi ra. À, dạ. Khó khăn là ngay bạn được tắm tơ không anh? Dạ, em xui. Chưa khó hả? Chưa là lấy sổ bạn ngay mai rồi đó hả? Dạ. Chưa hết giờ đó, 5 giờ rồi, dạ. Ô, rồi nó khó khăn rồi ấy. Vợ con mà bị tai nạn lỗ, mình tự chăm sóc cho mình luôn, ăn uống đâu răng? Dạ, ăn uống nhiều khi ở nhà ấy, nhiều khi ở về nhà ăn, nhiều khi ăn dục đường. À, có ai nấu ăn không? Dạ, ông anh nhiều khi ông đi làm, nhiều khi... À, ở với anh hả? À, rồi. Khó khăn hả? Dạ. Em gửi tặng anh món quà. Dạ. Tại ra nhìn thấy là biết anh đi bạn về sổ rồi ngồi thấy kì. Yeah. Tại đang là đang tập hả? Vì bị chờ bị tai nạn nó mới chưa giống yếu tay chân yếu lắm á. Yeah. Không bị ảnh hưởng chứ nhiều nữa không bị điếng được. Trước đầu đầu mà bây giờ hết ảnh hưởng rồi, bây giờ còn tay chân nữa. Dạ. Ồ, rồi tay chân nó bị giống như đỡ rồi. Yeah, yếu. Tập đứng được rồi. Tập đứng đó thôi hả? Yeah. Chứ đi lại là không được luôn hả? Dạ, đi đứng đường mà trời mưa không dám đi. À, mà đi thẳng được không? Đi nhánh không? Đi chậm chậm được thôi chứ. Chậm thôi. Từng bước rồi hả? Như ngày này bạn được mấy chục tơ? 50-60 tơ. 50-60 tơ hả? Ôi trời, đủ trang trải anh hả? Dạ. Yeah. Khó khăn. Ở đây em có 200 nghìn của một gì ở bên Mỹ dạo tên gửi tặng những người khó đấy. Chúc anh ăn Tết vui vẻ anh hả? Cảm ơn anh ạ. Dạ. Yeah. Anh tên gì? Tên Bình. Anh nhìn luôn đây em cái. Anh Bình hả? Dạ. Yeah. À, anh Bình. Dạ. Yeah. Rồi, dạ, dạ. Ở Đào Duy Anh hả? Ừ, đi bảng về số. Lâu em đi đường em ít gặp anh thề. Anh đi bảng hay bảng cho mô không? À, rồi, thôi em đi đến anh Bình nha. Sao có gì, ai tài trợ gì cho em đợi chút. Rồi, dạ. Yeah. Dạ, yeah, rồi có chi tài trợ thì em liên lạc cho anh hả? Dạ, dạ. Rồi em chào anh. Thôi kể gắng tập lên cho khỏe. Dạ. 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 À, tại vô đây thì gặp một cái hoàn cảnh. À, chắc lo ấm. Con ngồi gian lửa.
hay cái lò than củi rất là ấm luôn. Dạ, vô đến cái cửa trại đấy, cửa trại thì gặp một cái hoàn cảnh của một anh tên là Bình. Anh có hoàn cảnh rất là khó khăn, nghe nói anh ở trong kiệt này, và anh bị tai nạn nghe nói lâu rồi, chưa ngồi xe lăn đi bằng vé số. Gia đình cũng có vợ con ở về người anh trai rồi đi bán ngay kiếm 5-70 tờ chỉ đó kiếm sống qua ngày, vất vả rồi mọi người. Dạ, ở đây em vui cũng gửi món quà của một dì ở phương xa thương về những người khó ở Huế. Dạ, hy vọng anh cũng vui vẻ khi nhận quà của dì. Dạ. Và lúc này 5:15 mà chiều đèn cũng đã phố cũng đã lên đèn luôn vì trời nó tối mọi người. Dạ, và giờ cúc về khắp nơi rồi, bà con lấy hoa lên chờ từ các cái vườn lên để đặt bán rồi đó mọi người, cũng khá là nhiều rồi đó. Dạ. Trời mưa càng ngày càng nặng hạt đây. Dạ. Dạ, tiếng vui xin tạm dừng video ở đây nha mọi người. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Khi xem mọi người đừng quên nhấn like, chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ. Dạ. Rồi, em vui xin chào, hẹn gặp lại mọi người.